À, xin chào bạn Sao Đời Di. Bạn Sao Đời Di, bạn đang ở đâu đây? Ồ, các em ơi, bạn Sao Đời Di của chúng ta đang có mặt ở Bixi Long Biên nha. Bạn Sao Đời Di ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi làm tóc nhá. Đi thôi. Here and
khỏi ghế rồi. Nào đứng đây nhìn ra, đứng ra mới nhìn ra. Đấy, cố gắng ra đấy. Nào đứng xa ra để cố gắng nào. Đứng xa một tí nào. Wow, xinh quá. Ôi, chào bạn đi, chào các bạn đi. Wow, xinh quá. Ôi, ôi, hả? Đi chơi đồ chơi à? Đi thôi, đi. Chúng mình lại đi chơi đồ chơi thôi. Hai bạn nhỏ. Hai bạn đang ở đâu đây? Ồ, các em ơi, hai bạn nhỏ còn chúng ta đang có mặt ở trong City Bixi đây. Ồ, đồ chơi à? Đi chơi sao đồ chơi thôi. Ồ, các em ơi, ở đây này, những viên kim cương khổng lồ nhá. Rất là to, rất là nhiều màu hồng các em nhá. Ồ, bạn Sanxi của chúng ta đâu nhỉ? Ồ, kim cương khổng lồ kia mà bạn Sanxi đâu nhỉ? Ồ, đây rồi. Bạn Sanxi của chúng ta đã chạy ra những viên kim cương khổng lồ rồi. Ồ, viên kim cương khổng lồ rất là to, khéo nó đổ sập vào đâu nhá. Ồ, bạn Sanxi của ta đã chui vào trong khe một viên kim cương. Ồ, nào đứng vào bên này đóng kim cương không? Đây bạn Sanxi ơi. Ồ, đây lại còn có cả kim cương trắng nữa kìa các em ơi. Ồ, bạn Sanxi đứng vào đây chụp ảnh nào. Ồ, các em ơi. Kinh chưa? Ôi bạn. Gia đình đến đây rồi. Ồ, bạn gia đình biết đây là gì không? Đố bạn gia đình biết đây là gì đấy? Bạn gia đình ơi, biết đây là gì không? Ồ, không phải đâu, đây là những viên kim cương khổng lồ đấy. Hai bạn đứng vào đây chụp ảnh. Đứng vào. Nào, tạo dáng nào. Gia đình ơi, quay đây tạo dáng. Ồ, xinh chưa? Đúng là gia đình tạo dáng. Ồ, bạn gia đình xin tạo dáng một người đấy. Ồ, các em ơi, nhìn ở trên này này. Một trời ô nha em nhé. Nhiều ô chưa? Ồ, nhiều thế. Cái gì vậy? Ồ, các em ơi, bạn Sanxi của chúng ta đang dẫn chúng ta đi đâu này? Chúng ta cùng đến gần xem rồi nhá. Ồ, đâu mất rồi. Ồ, thắt một cái là bạn Sanxi của chúng ta đã chạy đến một cái chỗ có một cái xích đu. Xích đu rất là đẹp nhé các em ạ. Ồ, đẹp quá. Thích không? Đu à? Để bố đu chơi nhá. À, đu xích đu bạn. Các em ơi, đi công viên nha. Để ba hát để cho hát và bạn Sanxi ngồi trên xích đu nhá. Đi công viên vui thật là vui. Đi công viên em chơi xích đu. Đấy các em ơi, bạn Sanxi của chúng ta đã có một chiếc xích đu nhỏ xinh xinh để ngồi như này các em này. Đấy, bạn ngồi đấy có vẻ rất là thích đấy các em ạ. Ồ, thích không? Thích không bạn Sanxi? Bạn có thích không? Ồ, bạn gia đình lại ra rồi, bạn gia đình có ngồi xích đu không? Ồ, cho bạn gia đình ngồi xích đu với nhá. Rồi, xích đu đã dừng. Rồi, hai bạn ngồi lên đi. Nào, chuẩn bị. Ồ, cái xích đu này đẹp quá. Rất là nhỏ nhá. Hay là chúng ta mua một cái xích đu về nhà mình để chơi nhỉ? Thế á? Nhà của bạn gia đình có xích đu cơ à? Thế đẹp không? To không? Có, không to. Nhưng mà xích đu là màu hồng. Thế á? Xích đu đồ chơi à? Xích đu đồ chơi à? Ồ, các em ơi, bạn gia đình của nhà bạn ấy cũng có cái xích đu giống như này nhá, màu hồng nhưng mà là xích đu đồ chơi để cho các em búp bê ngồi đấy các em ạ. À. Ồ, thảo nào bạn gia đình của chúng ta có xích đu rất là chuyên nghiệp nhá. Ồ, đẹp chuyên nghiệp chưa? Các em ơi, bạn Sanxi của chúng ta đây đến dán hoa rồi. Wow, bạn ấy ngồi ngay góc ở cây đấy. Ồ, giống cô tấm quá các em ạ. Mệt à? Bạn Sanxi về đâu? Mệt à? Ồ, mệt rồi đấy. Bây giờ bạn ấy ngồi lên cái ghế này để dừng chân nhá. Ồ, các em ơi, các em thấy cái ghế này có đẹp không? Bạn Sanxi chúng ta ngửi chân ở cái ghế này một chút nhá. Nào, con tạo dáng đi để chụp cái ảnh rồi đi ra đây. À, kinh chưa? Hai tay giơ lên. Đấy, kinh chưa? Rồi. Ồ, các em ơi, ở đây có một gốc cây này sáng rực lên này. Bạn Sanxi vào chụp một cái ảnh nữa đi. Ừ, rồi, đâu. À, có gì đâu. Wow, các em ơi, bây giờ bà mới phát hiện ra nhá. Đây này, các em biết là con gì không? Ồ, đây là những con bướm nhá. Ồ, con bướm kìa. Bướm bay trên trần nhà các em nhá. Nhiều quá. Ê ơi, bạn Sanxi của chúng ta ôm đầu bạn kìa.